Ui, thôi thôi, anh em xin lỗi. Anh không ai. Xin lỗi nha. Thôi đây anh ạ. Thôi em nhầm anh ạ. Chặn đầu xe định dằm mặt, gặp đúng xe công an, cái kết rén xung vòi. Đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc một chiếc ô tô đang đi, bỗng có một xe con 4 chỗ lên trước rồi tạt đầu xe. Ba thanh niên đi xuống với dáng vẻ hùng hồn, tiến thẳng lại chiếc xe phía sau. Chắc định tay đôi, tay ba với tài xế xe phía sau đây. Nhưng thật không may cho thanh niên, vì lần này đụng phải đúng xe quan triều đình đang vi hành. Và cái kết khiến dân mạng cười không nhặt được mồm. Gì đây anh ơi? Ui thôi thôi, anh em xin lỗi. Không ai. Xin lỗi nhá. Thôi đây anh ạ. Thôi thôi, em nhầm anh ạ. Em nhầm anh, xin lỗi nhá. Đi là cho anh, đừng bật qua vào. Thôi, đi. Đừng bật qua, không. Thôi đây anh, thôi đây. Anh ơi, xin lỗi nhá. Rất chưa cưng, bất ngờ chưa ba thanh niên, như bình luận hài hước để lại, ca này khó, rút thôi anh em, chứ không lại ăn cơm nhà nước thì khổ. Mấy anh công an kiểu, sao thế thanh niên, đang nấu dở nồi cao, lúc đi thì khỉnh khạng, lúc về thì loạn choạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.